Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Hồng mến chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hồng ở trên lầu, mở cánh cửa, nhìn ra bầu trời. 6:30 sáng, rất là đẹp. Hồng để cái phone để cho nó quay. Chờ đến khi nào mặt trời mọc, thấy được những con chim bay ở trên bầu trời, rất là đẹp. Hôm nay Hồng kể cho mọi người nghe chuyện ba người. Người đó là má của Hồng và ba ruột và thêm một người ba Mỹ nữa. Chuyện hai má con thì Hồng đã kể rất là nhiều, kể mãi không bao giờ hết chuyện. Còn chuyện của ba ruột cũng như là người cha Mỹ thì ít có kể cho mọi người nghe. Nhưng hôm nay Hồng kể hết hai người cha này đối với Hồng như thế nào. Hồng có thương hay là Hồng không có thương? Thật sự mà nói Hồng cũng không biết là mình có thương hai người này hay là không. Buồn, giận, hờn, trách thì rất là nhiều. Trước khi Hồng kể ra câu chuyện này đó, thì cũng muốn cho mọi người biết rằng hai người cha này của Hồng cũng đã qua đời rồi. Mẹ của Hồng qua đời vào cái năm 2014, còn ba Mỹ của Hồng qua đời cũng khoảng đâu là 2018. Còn ba ruột của Hồng thì cũng qua đời nay cũng đã được một năm mấy rồi. Cuộc sống của Hồng có những lúc á, Hồng nghĩ như thế này. Tại sao khi mà ba ruột của mình cũng như là người ba Mỹ, hai người đó ra đi, Hồng không có đến gặp mặt và Hồng cũng không có để tang. Khi mà Hồng nói ra như vậy, có lẽ là cô chú anh chị và các bạn sẽ rất là tức giận và cũng không ngờ rằng Hồng có thể làm như vậy đối với ba ruột của mình cũng như là ba Mỹ. Nhưng để Hồng kể hết ra câu chuyện và tại sao mà Hồng không muốn đến đám tang cũng như là lo cái đám tang cho hai người. Thứ nhất là đối với ba ruột của Hồng thì đã có em cùng cha khác mẹ đã lo khi ba còn. Mọi thứ đã lo hết rồi. Chỉ có một ngày nào đó mà ba ra đi thì các em chỉ cần gọi một cái chỗ để mà lo ăn táng, thăm viếng cũng như là lo hậu sự thì cũng không cần Hồng làm gì hết. Và thật sự nói, lúc bấy giờ Hồng cũng có gọi hỏi rằng là có cần chị giúp gì hay không. Thì hai em nói rằng cảm ơn chị, em cũng lo hết rồi. Và chị cũng đã biết là tụi em cũng lo chuyện này từ lâu. Ba của Hồng già yếu rồi, không có còn sức khỏe nữa. Và hai em cũng có gia đình, cho nên cũng không có lo được gì cho ba. Vì vậy ba đã vào trong một cái chỗ đó là nursing care cũng rất là nhiều năm. Cách đây khoảng mấy năm về trước, trước khi Covid thì bây giờ Hồng ở bên Việt Nam có nghe tin rằng là ba đã đưa vào nhà thương. Lúc bấy giờ Hồng cũng có nghe tin rằng là ba bệnh nặng lắm, đã đưa ba vào nhà thương rồi. Khi Hồng nghe tin như vậy, thì Hồng cũng không biết phải nói gì. Cũng nói với các em cố gắng lo cho ba được. Những gì thì hãy cố gắng. Mỗi khi mà ba có chuyện gì đó, thì hai em đều liên lạc với mình. Còn nếu không thì không có gặp mặt nhau. Nếu mà tính ra từ khi hai em qua Mỹ cùng với ba đó
thì Hồng gặp được bao nhiêu lần? Cao tay lắm là được 5 lần. Khi hai em lấy vợ, có gia đình, có con, thì cũng không có đi đám cưới. Hôm khác rồi, Hồng kể tiếp chuyện nói về người có đạo. Khi đã lập gia đình rồi, lại lấy vợ khác, thì người vợ thứ hai không có được vào nhà thờ. Điều đó làm cho Hồng cũng không có hiểu lắm. Nhưng bây giờ, có lẽ là Hồng hiểu được 50%. Nói tiếp về chuyện của ba của Hồng cũng vậy đó. Khi mà ba Hồng với má lấy nhau, ba là người có đạo. Gia đình Hồng là đạo dòng, đạo Thiên Chúa. Lấy má rồi đó, thì Hồng không biết lúc bây giờ hai người có vào nhà thờ làm đám cưới hay không. Thì Hồng còn nhỏ, ít có kỳ hỏi chuyện của má lắm. Rồi lúc bấy giờ ba bỏ má lấy người vợ khác. Vậy hai người đó có vào nhà thờ để làm đám cưới hay không thì Hồng cũng không có biết. Những câu chuyện trong gia đình Hồng ít có biết lắm. Có lẽ lúc bấy giờ Hồng còn nhỏ quá, không có biết chuyện gì, cũng không biết chuyện gì để hỏi. Còn khi qua Mỹ đó thì cuộc sống cũng không có được tốt lắm. Rồi cũng lập gia đình, rồi sống riêng, cũng không bao giờ hỏi má mình chuyện hai người. Có những lúc á, mà nhắc đến ba đó thì má chỉ có chửi mà thôi. Chứ má không bao giờ nói có kỷ niệm gì với ba cả. Bởi vì một người đàn bà quá khổ, bị chồng bỏ phải nuôi 7 người con. Còn một người đàn ông thì không quan tâm, đi lấy vợ khác, có 2 người con mà không bao giờ nói cho má Hồng biết. Chỉ một ngày đẹp trời về nói là muốn bỏ má Hồng rồi đi, thì má Hồng vẫn lo cho 7 người con. Thì câu chuyện đó Hồng cũng đã kể qua cô bé 13 chuyện hai má con rồi. Đó là những câu chuyện mà Hồng nghĩ rằng là Hồng không muốn nhắc đến, hay là Hồng không muốn kể ra cho mọi người nghe. Nhưng trong cuộc sống của mỗi gia đình, có những lúc mình nghĩ rằng là mình ghét, mình hận, mình thù, mình không thương người đó. Nhưng cũng có lúc đến cái tuổi nào rồi đó thì mình lại nghĩ khác. Nhưng có bao giờ Hồng hối hận khi mà ba ruột của Hồng qua đời mà Hồng không có đến thăm lần cuối khi biết ba ở trong nhà thương, và có đến gặp ba khi ba đã ở trong nhà quan và khi ba ra đi vĩnh viễn hay không? Lúc bây giờ cảm giác của Hồng như thế nào? Không thể nói ra được. Con của Hồng cũng như là chồng và cháu, mỗi khi mà Hồng có tâm sự hay có cái gì đó, Hồng im lặng không nói gì hết. Thì mọi người cũng hiểu được tại sao Hồng làm như vậy. Bởi vì cuộc đời của Hồng á, không có cái gì gọi là hoàn toàn được tốt đẹp. Đối với ba, má, anh chị em, luôn cả ba Mỹ. Khi mà ba đã vĩnh viễn ra đi rồi, Hồng cũng đã làm bổn phận của một người mẹ, nói cho hai đứa con biết là ông ngoại đã qua đời. Và hai đứa con mình cũng đã làm bổn phận của một người cháu. Người đầu tiên mà Hồng nói đó là con gái của Hồng. Hồng nói như thế này: ông ngoại sắp sửa ra đi rồi, con có muốn lại gặp ông ngoại hay không? Thì bây giờ má đã nói cho con biết rồi, thì con tự quyết định. Còn em của con cũng vậy, con cũng không cần phải nói với em đâu, để cho má nói. Bởi vì Hồng muốn là Hồng là người nói cho con nghe. Mỗi đứa con Hồng đều nói. Còn sự quyết định của hai con có đến gặp ông ngoại lần cuối hay không, có để tang hay không, đó là quyền quyết định của con, chứ không phải là mình bắt buộc con phải làm như thế nào. Và mình cũng có nói với con gái như thế này: con làm mẹ thì con có quyền quyết định là hai đứa con
của con đó có để tang cho ông ngoại của nó hay không, có để tang chồng cố của nó hay không là sự quyết định của con. Thì con liên lạc với lại cậu của con. Thế thì mọi chuyện cũng bình thường. Các con thì cũng đi. Nhưng trước khi mà các con đi thì Hồng cũng nói như thế này. Đừng có hỏi mom là tại sao mom không có đi tang ông ngoại. Đừng hỏi gì hết. Thì từ đó cho đến bây giờ con của Hồng không thể hỏi, bởi vì biết rõ câu chuyện tại sao Hồng làm như vậy. Cái đau buồn nhất khi mà mình phải chứng kiến chuyện trong gia đình người thân mình ra đi, nhất là cha và mẹ. Cái lý do mà Hồng không đi tang của ba, không gặp mặt ba, bởi vì Hồng đã chứng kiến sự ra đi của má Hồng 10 năm để cho Hồng quên đi tất cả rất là khó. 10 năm trải qua, Hồng phải bị bệnh trầm cảm. 10 năm trải qua không có câu trả lời tại sao trong cuộc đời này có những người cha như vậy. Và Hồng cũng đã trả hiếu cho ba rồi, bảo lãnh ba và hai người em qua Mỹ. Trước khi bảo lãnh ba qua thì Hồng cũng đã nói với ba rằng cuộc sống của con cũng khó khăn lắm. Nếu như bảo lãnh ba qua cũng như là hai đứa em thì con không có đủ khả năng để mà lo. Ba nói rằng con cứ bảo lãnh ba và hai em qua Mỹ sẽ không có làm phiền con. Ba và hai em tự lo được. Con cố gắng lo cho ba qua Mỹ là được rồi. Thì cũng đã làm xong bổn phận làm con khi mà ba và hai em qua Mỹ rồi. Thì từ đó về sau, thật lòng mà nói, Hồng chưa hề lo gì cho ba cũng như hai người em cả. Và ba cũng như là hai người em chưa bao giờ trách hờn Hồng một điều gì hết. Bởi vì Hồng đã nói từ lúc đầu rồi. Từ khi mà gặp ba cũng như gặp hai người em mãi cho đến giờ này, thì lúc nào hai chị em gặp nhau cũng bình thường, không bao giờ có những lời trách móc hay giận hờn. Còn cái tình thương của một người chị cho em hay tình thương của em cho chị thì Hồng cũng không biết nói như thế nào, có hay là không. Nhưng cách đây khoảng là một tháng, Hồng nói với con gái, tại sao bây giờ mom cảm thấy rằng là cuộc sống này đó nó ngắn ngủi quá. Mom vẫn còn hai người em nhưng tại sao ít có gặp. Con gái nói hôm nào dọn nhà rồi đó, ở gần, mình sẽ hẹn nhau gặp. Có được hay không? Thì Hồng nói được chứ, đâu có gì đâu. Đó là những chuyện mà Hồng đã trải qua. Khi má Hồng mất thì ba có đến đám tang và đưa tiễn má Hồng ra mộ. Đó là 10 năm về trước. 10 năm về sau thì Hồng chỉ gặp ba có 2 lần mà thôi. Một lần là ba vào trong nhà thương, lần thứ 2 là ba đã vào trong nursing care. Và mãi đến bây giờ vĩnh viễn sẽ không gặp ba nữa. Bây giờ thì ba đã an nghỉ rồi, cho cốt của ba cũng đã được đem về Việt Nam ở cạnh bên dì mà người vợ ba đã chọn lựa lấy khi bỏ má của Hồng. Và hai con của ba vẫn có cuộc sống tốt bên gia đình, vợ và con. Chuyện người cha Mỹ của Hồng, cách đây mấy ngày thì Hồng vô tình xem vào một cái YouTube channel chia sẻ về cuộc sống của người vợ Việt lấy chồng Mỹ, chồng Pháp, chồng Tây, những người chồng nước ngoài. Họ rất là vui vẻ, có cuộc sống tốt. Rồi lại làm cho Hồng nhớ đến má, rồi nghĩ đến ba. Bởi vì ngày xưa khi má Hồng lấy ba thì nói với Hồng, và Hồng không bao giờ quên, đừng bao giờ đi ra ngoài nói là mày có ba Mỹ nha.
Bởi vì á, mày nói với người ta mày có ba Mỹ thì mày sẽ bị người ta hỏi rằng là tại sao mặt của mày không giống Mỹ. Rồi mày trả lời như thế nào đây? Nếu mà mày trả lời rằng là ba này của mày không phải là ba ruột, rồi mày cũng phải trả lời thêm một câu nữa, vậy là má mày lấy Mỹ, má mày lấy Mỹ như thế nào? Rồi mày trả lời sao đây? Cho nên tuyệt đối là không được nói bất cứ với ai là mày có ba Mỹ, nhớ nha. Hồng nhớ hoài. Đến khi mà Hồng qua Mỹ cũng vậy đó, Hồng chưa bao giờ nói với bất cứ một ai ba của Hồng là người Mỹ. Còn những người bạn chung quanh gặp má Hồng thì chuyện đó bình thường thôi. Và từ khi Hồng làm YouTube cho tới bây giờ, Hồng có kể ra câu chuyện là Hồng có ba Mỹ, cũng có rất là nhiều người hỏi rằng là ba của Hồng là người Mỹ, sao Hồng không có giống Mỹ? Vậy má Hồng lấy Mỹ hồi nào? Lấy được bao nhiêu năm? Hồng không biết phải trả lời như thế nào. Còn tại sao Hồng không giống Mỹ? Bởi vì Hồng không phải là con ruột của bà. Còn làm sao Hồng qua Mỹ được thì Hồng cũng không biết. Hồng nghĩ lúc bấy giờ thì má kêu đi thì Hồng đi thôi. Nhưng có một chị bạn đã nói cho Hồng nghe tại sao Hồng đi Mỹ được. Bởi vì lúc đó nếu ai là vợ Mỹ, ai cũng đi được hết. Vì vậy cho nên Hồng đi theo cái diện là đi theo. Nói đến ba Mỹ của Hồng đó, thì giữa Hồng và ông ấy chưa hề có bất cứ một chuyện gì không vui cả. Bởi vì Hồng luôn luôn tôn trọng ông ấy, luôn luôn coi ông ấy là ba, luôn luôn thương mến ông. Mỗi khi mà về nhà thì lúc nào Hồng cũng nấu những món ăn mà ông rất là thích. Bởi vì má Hồng không có biết nấu ăn nhiều, chỉ nấu những món ăn đơn sơ mà thôi. Nhưng mà những câu chuyện làm cho Hồng đau lòng, Hồng không thể nào chấp nhận được. Bởi vì với một người mà má Hồng đã lấy mấy chục năm, cuộc đời của má Hồng khổ rất là nhiều. Khổ vì chồng, khổ vì con. Qua Mỹ vẫn còn khổ. Lấy một người chồng Mỹ không biết nói tiếng Anh, phải nói những tiếng như thế nào để mà hai người hiểu nhau. Đi ra ngoài thì không dám nói với người ta mình có chồng Mỹ. Mọi thứ chôn lấp trong lòng. Còn đứng trước mặt người này người kia thì cũng không dám nói ra những lời bằng tiếng Anh, bởi vì nói ra thì sợ người ta cười. Nhưng hai người vẫn sống với nhau. Sống với nhau cho đến ngày má Hồng ra đi. Thì ông ấy đã đối xử với má Hồng như thế nào? Không thể nào Hồng diễn tả được cái sự đau đớn, cái sự Hồng chịu đựng, cái sự mà Hồng không có câu trả lời tại sao và tại sao. Tại sao một người đàn ông và một người đàn bà lấy nhau không hiểu nhau qua tiếng nói mà lấy nhau được, sống với nhau được, tạo cho nhau một căn nhà, hai căn nhà. Má của Hồng thương ba của Hồng như thế nào? Lo cho ông ấy như thế nào? Và ông đã làm những gì đối xử với má Hồng khi má Hồng qua đời? Hồng là cái người đã chứng kiến được từ đầu cho tới cuối một sự kiện, một chuyện mà không thể nào diễn tả được. Có người có thể chấp nhận, nhưng có người không thể chấp nhận, người đó là Hồng. Cái hận, cái thù, cái ghét, Hồng không thể nào chấp nhận một người cha như vậy. Khi ông ra đi, rồi Hồng phải làm những gì đây? Hồng phải chấp nhận những gì đây? Cuối cùng thì Hồng cũng đã trả cho một cái ơn mà Hồng đã mang. Đó là ơn ông đã đem Hồng qua Mỹ. Cái ơn của ông đã cho Hồng một cuộc sống mới. Cái cuộc sống mà Hồng tự tạo ra, Hồng phải sống như thế nào trong những ngày tháng khi bắt đầu qua Mỹ, mãi luôn cho tới khi má Hồng qua đời. Hồng chưa hề làm cái gì cho ông buồn.
Hồng chưa hề làm cái gì cho ông rơi nước mắt. Hồng lo cho ông đến khi mà má Hồng qua đời, luôn luôn ở bên cạnh của ông để mà an ủi, chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Có những lúc ông mớm nhớ đến má, cứ nghĩ má Hồng vẫn còn đó. Chỉ một ngày, hai ngày, ba ngày, Hồng phải chịu đựng trong cuộc sống như thế nào? Hồng nhìn chung quanh của Hồng hoàn toàn là bóng tối, không có ánh sáng. Hồng ao ước lúc đó nếu có ai cho Hồng một cái ánh sáng để Hồng nhìn được mọi việc, nhưng không, hoàn toàn bế tắc và đã chịu đựng trong khi má Hồng vẫn còn nằm trong nhà xác. Và Hồng phải chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia, phải lo như thế này, phải lo như thế kia. Chung quanh của Hồng là những tiếng cười, tiếng vui vẻ, những khuôn mặt không biết lo lắng, những khuôn mặt đối xử với Hồng, những khuôn mặt cho Hồng thấy rằng là Hồng là cái người phải chịu như thế. Và ông là cái người đã làm cho Hồng rất là đau, đau đến nỗi Hồng không chịu nổi. Nhưng rất may là Hồng đã lo hết tất cả cho má, và Hồng cũng đã bỏ lại sau chìa khóa và hứa mãi mãi sẽ không trở về đây nữa, và mãi mãi sẽ không gặp ông nữa, và mãi mãi sẽ không gặp bất cứ một người nào trong gia đình này nữa. Cuối đời của ông, Hồng không gặp mặt, không một giọt nước mắt, không đau lòng, bởi vì tất cả đối với Hồng vẫn là chữ không, không có câu trả lời. Đó là ngày hôm nay. Nếu hỏi rằng Hồng có hối hận hay không? Không. Hồng có hối tiếc hay không? Không. Nhưng cái điều mà Hồng đã làm cho ông đó là đã cho ông nằm sát mộ của má Hồng. Và từ khi ông nằm sát mộ của má mãi cho đến ngày hôm nay, mỗi khi Hồng đi ra gặp má là Hồng nhìn qua mộ của ông tràn đầy nước mắt. Hồng buồn, Hồng khóc và say qua nói với má rằng tại sao tới bây giờ con vẫn còn hận, tại sao con lại cho ông nằm sát cạnh của má. Cả ba người đã ra đi rồi. Cái hận, cái thù, cái thương không còn nữa. Ai thương ai, ai hận ai, ai thù ai, không ai biết hết. Còn Hồng thì sao? Hồng phải mang cái nặng này cho đến bao giờ? Bao giờ mới quên đi hết tất cả? Bởi vì cả ba người này đều là má, bà. Có phải là Hồng nên quên hết tất cả những người này hay không? Hay là Hồng cứ nhớ đi? Bởi vì Hồng còn đây thì không thể nào quên được. Đó là những chuyện trong cuộc sống của Hồng. Hồng có lỗi với ba hay không? Cả hai người Hồng nghĩ rằng Hồng không có lỗi với ai cả. Có chăng là hai người đã có lỗi với Hồng? Cả hai đều đối xử với Hồng không tốt. Một người thì coi Hồng không phải là con, còn một người thì coi Hồng như là một kẻ có tội. Cái tội lớn của Hồng là đòi hỏi quá nhiều trong đám tang của má. Bởi vì những gì của má Hồng thì má Hồng sẽ được thừa hưởng, không có lý. Và Hồng cũng mong rằng những gì mà má Hồng muốn khi bà còn sống thì ông sẽ làm cho bà, cũng như nếu ông ra đi thì Hồng cũng sẽ làm những gì ông muốn. Nhưng rất tiếc một điều là không theo ý của Hồng được. Và ngược lại, Hồng đã bị đối xử như thế nào, cho nên sự đau đớn đó Hồng không thể nào chấp nhận được. Và cuối cùng, Hồng đã lo hết tất cả cho má, và cũng đã để xuống sâu chìa khóa. Trong lòng nghĩ một điều, mãi mãi sẽ không về căn nhà này nữa. Một đoạn đường mà Hồng đã đi rất là dài, dài lắm, và bây giờ Hồng sẽ tiếp tục đi. Vậy thì cuộc đời này của Hồng
sẽ đi về đâu và sẽ ngừng ở đâu thì có lẽ không có câu trả lời. Nhưng mãi đến bây giờ, Hồng vẫn không bao giờ hối hận khi hai người cha đã ra đi mà Hồng không đến gặp mặt lần cuối, và Hồng cũng không có để tang. Tuy là Hồng không có đi tang của hai người cha, nhưng Hồng cũng đã làm bổn phận làm vợ, làm mẹ và bà ngoại, đã thông báo cùng với mọi người, và mọi người cũng đã đi dự đám tang. Như vậy thì đối với Hồng, Hồng mãi mãi sẽ là một người con bất hiếu. Hồng không phải là người mẹ tốt, bà ngoại tốt, vợ tốt, nhưng những gì Hồng làm đều có một cái lý do của nó. Còn riêng cá nhân của Hồng thì có bao giờ nghe ai trách móc Hồng hay không? Tại sao ba của Hồng chết mà không về để tang? Tại sao biết ba mình nằm ở trong nhà thương, nhà hoàng cũng như là khi còn sống? Tại sao? Tại sao? Và câu trả lời của Hồng không phải là tại sao, mà là tại vì Hồng không muốn mà thôi. Đó là những gì mà Hồng đã trải qua. Có một điều Hồng vẫn không nghĩ ra, tại sao cả ba người này mãi đến bây giờ Hồng luôn nhớ đến. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã dùng thời gian nghe những câu chuyện Hồng kể. Đó là cuộc sống của cô bé 13, 1975, hai má con.